chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh xe đạp thể thao Ban Tâm. Video của em ngày hôm nay là một video vô cùng đặc biệt, bởi vì em sẽ giới thiệu cho các bác tất cả những cái siêu phẩm được đến từ nhà Sapa các bác nhá. Mà bác nào mà đang quan tâm yêu thích những cái bản xe được đến từ nhà Sapa thì hãy qua video của em tham khảo và lựa chọn cho mình được những cái bản xe mà các bác yêu thích nhất. Bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cấu hình cũng như báo giá, giới thiệu các bác tất cả những siêu phẩm được đến từ nhà Sapa các bác ơi. Và hiện tại thì Sapa em đã cập nhật được rất nhiều mẫu cho bác rồi. Đó là em có Sapa X7 này, EX7 này, Sapa X9.5, X9.2, X9.7, X9.9 và Sapa Hawken bản nào em cũng có luôn. Và sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cấu hình từng mẫu một cho các bác tham khảo bác nhé. Và Sapa thì hiện tại em đã cập nhật được cả bản Sapa khung sườn nhôm và khung carbon. Đối với khung nhôm thì hiện tại em đang có hai bản, đó là Sapa X7 và Sapa EX7 đây. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác đó là mẫu Sapa X7 ạ. Sapa X7 hiện tại đang là cái bản xe có lượt bán chạy nhất tại xe đạp thể thao Ban Tâm trong thời điểm hiện tại đây ạ. Bởi vì ở với cái mức giá gọi là tầm trung thôi nhưng cấu hình xe cực kỳ là cao cấp và dáng xe rất đẹp và thể thao luôn. Sapa X7 này thì khung thiết kế sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái đã rất là gọn gàng rồi đây ạ. Khung xe được thiết kế theo dáng khí động học và phần khung xe nhé, có vị trí bắt gọng bình và bình nước rất là tiện lợi cho bác di chuyển mang theo bình nước, cực kỳ tiện lợi luôn cho em. Và sơn thì được sơn cho bác là 3 lớp sơn tĩnh nhiệt, đảm bảo cái độ đẹp, độ bóng của sơn, không mà lo bị chảy xước và han gì đâu. Lớp sơn rất là bóng, rất là nhẵn mịn luôn đấy ạ. Đó. Và tem sơn phối thì rất là hài hòa, rất là đẹp, bắt mắt luôn. Và màu em đang giới thiệu các bác đây đó là màu hồng san hô, một màu mới của năm 2024, rất là đẹp đấy ạ. Và pô tăng đi đông được thiết kế dạng liền, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập, khi đi xe sẽ làm giảm lực cản của gió, đạt được độ tối đa nhất đây ạ. Và bộ đè của Sapa X7 thì sẽ sử dụng là bộ đầy lắc được tích hợp cùng phanh, lưỡi gà to bên ngoài, lưỡi gà nhỏ bên trong nên số xuống số thì rất là dễ dàng luôn. Bộ đè số được đến từ Shimano 105G7000 đây ạ. Phuộc trước sẽ sử dụng là phuộc đơ và chất liệu được làm hoàn toàn là carbon đó. Và phanh trước và phanh sau đều sử dụng là phanh đĩa củ dầu được đến từ nhà Pardo và sử dụng cốt trục các nhá, rất là to chắc và khỏe đây ạ. Vành nhôm hai lớp, nan hoa sẽ sử dụng là nan hoa dạng tròn đây ạ. Cái bộ chuyển động của Sapa X7 sẽ bao gồm đó là hai đĩa trước này và 11 tầng nhíp thả phía đằng sau. Bản này thì trang bị các bác là 3 món của Shimano 105G7000, bao gồm đó là bộ đè số chuyển đĩa đây. Đó, và chuyển đĩa nhé, được đến từ Shimano 105G7000 đây ạ. Đùng trước đùng sau đều chạy đúng nhôm và đi bạc đạn. Bản này có phối lổ bác nhé, đây ạ. Có phối lổ, có đùm lổ đây các bác nghe chưa? Đó, độ chén siêu chớn luôn. Hiện tại thì Sapa EX7 bên em đưa tới các bác với mức giá chỉ có là 15.990.000 miễn phí ship giao hàng và tặng kèm đầy đủ phụ kiện bao gồm đèn led siêu sáng này, gọng bình đầy nước, bộ lục lăng và một đôi chấn và một cái giá để xe hoặc là một chân chống bác nhé. Còn theo xe có sẵn một chiếc đèn hậu rất là xịn sò rồi, em sẽ không tặng đèn hậu nữa. Và em đã cập nhật được đủ bảng màu của Sapa X7 cho các bác lựa chọn rồi. Màu em vừa giới thiệu đây đó là màu san hô, ngoài ra em có đỏ ruby, em có xám chì và có cả trắng đen, màu lạc rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm yêu thích màu lạc có thể là comment hoặc inbox bên em để được gọi tư vấn bên em, tư vấn cho bác, giúp bác lựa chọn ra cho mình được những cái màu sắc các bác yêu thích nhất nhé. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho bác một chiếc xe khung nhôm nữa, đó là bản Sapa EX7 ạ. Và mẫu xe tiếp theo đó là Sapa EX7. Các bác có thể nhìn thấy đây, bản này rất là đẹp và cấu hình cực kỳ cao cấp luôn. Sapa EX7 này hiện tại thì em cũng đã cập nhật được hai size và đủ màu cho các lựa chọn, đó là size XS và size S này. Màu thì em đang có màu đen đỏ này, em có màu trắng đen và có cả màu xám, màu đào rất là đẹp luôn. Về cấu hình của Sapa EX7 này sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái rồi. Khung xe cũng được thiết kế theo dáng khí động học, pô tăng đi đông dạng liền, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập đây ạ. Và ở phần pô tăng đi đông nhé, có cuốn một lớp dây da, các bác cầm nắm rất là chắc tay và êm tay luôn, không tạo cảm giác rất là êm ái và thoải mái khi các bác đi đạp xe đó ạ. Bộ đè thì sẽ sử dụng là bộ đè lắc được tích hợp cùng phanh, bộ đè này được đến từ Shimano 105G7120 đây ạ. Phuộc trước sẽ sử dụng là phuộc đơ, chất liệu có được làm từ carbon và được đến từ nhà Sapa đây ạ. Phanh thì sử dụng một bản phanh thì vô cùng là cao cấp, đó là phanh của Shimano 105G7170 đây ạ. Và sẽ sử dụng cốt trục rất là to, chắc và khỏe luôn. Vành nhôm hai lớp chính hãng,
và lan hoa sẽ sử dụng là lan hoa dạng tròn đây ạ. Đuôi đĩa được làm từ nhôm, bộ chuyển động sẽ bao gồm là 24 tốc độ, đó là hai đĩa trước này, 12 tầng nít thả phía đằng sau. Chuyển đĩa, chuyển nít được đến từ Shimano 105G7100, bộ chuyển động quá là cao cấp rồi đó ạ. Đùm trước đùm sau chạy đùm nhôm và bi bạc đạn, cọng yên thì dạng dẹp đây ạ. Các bác có thể điều chỉnh yên lên xuống bằng cái ốc hộp lăng vị trí đây, rất là tiện lợi luôn. Và theo xe nhé, có sẵn một chiếc đèn hậu này, rất là xịn sò, cho nên đối bạn này em sẽ không tặng bác đèn hậu đâu ạ, mà sẽ tặng các bác là một đèn led siêu sáng này, gọng bình bình nước này, và tặng bác là một cái giá để xe hoặc một cái chân trống, bởi vì bạn này là khung nhôm nên có thể bắt được chân trống. Thế như bác nào thích lấy chân trống thì em sẽ tặng chân trống, còn bác nào không thích lấy chân trống thì em sẽ tặng bác một cái giá để xe như này. Và Sava EX7 em đang đưa tới bác với mức giá là 19.500.000, miễn phí ship giao hàng và tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Bác nào quan tâm đến bạn này có thể là liên hệ với em để được tư vấn và được lên đơn các bác ơi. Và bản xe tiếp theo đó là Sava X9.5. Nếu như bác nào mà đang quan tâm hoặc yêu thích những bản xe được đến từ nhà Sava với cái mức giá khoảng tầm độ 20 triệu thì mọi người có thể tham khảo qua các bản Sava X9.5 giúp em nhé. Bản này đang có giá là 18.900.000 thôi. Nhưng hiện tại Sava X9.5 em chỉ còn một bản duy nhất và một màu duy nhất, và đó là size 47. Như các bác phải nhìn đây, đây đó là màu đỏ này, đỏ rượu vang, và size 47 các bác ơi. Giá em báo lại là 18.900.000 nhé. Cái cấu hình của Sava X9.5 này sẽ khung sườn này, hộp đằng trước và cọc yên được làm hoàn toàn là chất liệu carbon, và vô tăng ni lông và vành thì được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, và khung xe cũng được thiết kế theo dáng khí động học, vô tăng ni lông cũng thiết kế dạng liền, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập đây ạ. Và bộ đè thì sẽ sử dụng là bộ đè lắc được tích hợp cùng phanh hai lưỡi gà to bên ngoài, lưỡi gà nhỏ bên trong, nên xuống 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 rất là dễ dàng luôn ạ. Phanh sẽ sử dụng là bản phanh đĩa củ dầu, vành nhôm 3 xăng được đến từ thương hiệu Sava đây ạ. Bộ chuyển động sẽ bao gồm là 2 tầng đĩa phía đằng trước này và 10 tầng lít thả phía đằng sau. Sava X9.5 này chạy bộ chuyển động của Shimano Tiagra 4007, bao gồm đó là bộ đè số này, chuyển đĩa, chuyển lít được đến từ Shimano Tiagra 4007 đây ạ. Đùm trước đùm sau đều đùm nhôm, chạy bi bạc đạn, và trên phần gióng đứng của xe nhá đã có tem UCI, và tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua đấy ạ. Và hiện tại thì em báo lại nhé, Sava X9.5 còn một chiếc duy nhất, đó là màu đỏ rượu vang, và size là size 47 các ơi, giá 18.900.000 đây ạ. Bác nào yêu thích bạn này có thể báo em nha. Và mẫu xe tiếp theo của nhà Sava đó là Sava X9.2, thì các bác hãy nhìn thấy trên video của em đây. Và hiện tại thì Sava X9.2 đang được các bác quan tâm ủng hộ rất là nhiều. Bác nào yêu thích bản xe được đến từ nhà Sava mà full carbon, và giá ở phân khúc giá gọi là tầm trung là có thể tham khảo cho em các bạn X9.2 bác nhé. Và X9.2 thì hiện tại em đã cập nhật được 2 size 44 và 47, và đang đủ 4 màu nữa lựa chọn. Màu em đang giới thiệu đây đó là màu rất là hot, xanh nổi màu, và ngoài ra em có bạc titan, có đỏ rượu vang, và có cả màu đen, màu là cũng rất là đẹp luôn. Cái cấu hình của Sava X9.2 này thì sẽ là khung carbon Toyota 800, bao gồm khung sườn này, phụ đằng trước, cọc yên, ô tăng ni lông và vành được làm hoàn toàn bằng chất liệu carbon. Trọng lượng xe cực kỳ là nhẹ, 9,1kg các nhé, rất nhẹ, một tay cũng lên đây ạ. Khung xe được thiết kế theo dáng khí động học, dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái rồi. Sơn được sơn các bác là 3 lớp sơn tự nhiên, rất là đẹp, bóng luôn ạ. Và tem sơn phối rất là hài hòa, tem sơn phản quang, cực kỳ là đẹp luôn. Ở phần khung xe có vị trí bắt giọng bình bình nước, rất là tiện lợi đây ạ. Vô tăng ni lông dạng liền, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập, và bộ đè sẽ sử dụng là bộ đè lắc được tích hợp cùng phanh đây ạ. Phuộc trước sẽ sử dụng là phuộc đơ, chất liệu được làm từ carbon và được đến từ nhà Sava đây ạ. Phanh trước phanh sau đều sử dụng là phanh đĩa củ dầu, vành carbon 5 xăng đây ạ. Lớp sử dụng lớp ở Ultra Sport, Continental Ultra Sport bác nhé. Bộ chuyển động sẽ bao gồm là hai đĩa trước này, 12 tầng lít thả phía đằng sau. Bộ đè số đây, đùi đĩa, chuyển lít và lít được đến từ Shimano 105G7000, một bộ chuyển động rất là cao cấp và xịn sò luôn đó ạ. Cọc yên sẽ là cọc yên dạng dẹp đây ạ, điều chỉnh độ cao thấp của yên thì bác điều chỉnh bằng ốc hộp lăng phía dưới cho em, rất là tiện lợi luôn. Và trên phần gióng đứng của xe nhé, đã có tem UCI đây, là tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi đây ạ. Và Sava X9.2 này em đang đưa từ bác với mức giá là 25.500.000, miễn phí ship giao hàng và cũng tặng kèm phụ kiện bác nha.
Và tiếp theo đó là bản X9.7 các bác ơi, còn duy nhất một chiếc và một màu, và size đó là size 47, các bác có thể nhìn thấy trên video của anh em. Sava X9.9 này thì cấu hình cũng sẽ là khung carbon Toyota 800, trọng lượng xe 8,9 kg đó ạ. Và khung xe cũng được thiết kế theo dáng khí động học, vô tăng ni lông dạng liền. Đầu xe cũng được thiết kế theo dáng đầu cá mập đây ạ. Và bộ đèn số được đến từ Shimano 105G7020. Phuộc trước sẽ sử dụng phuộc carbon được đến từ nhà Sava, và phanh thì sẽ sử dụng bản phanh của Shimano 105G7070, một cái phanh quá là cao cấp luôn. Phanh carbon 5 xăng. Bộ chuyển động bao gồm là hai đĩa trước này, 12 tầng lít xả tiến đằng sau. Đuôi đĩa, chuyển lít và lít được đến từ Shimano 105G7000 đây. Bộ chuyển động quá là cao cấp rồi đấy ạ. Và trên phần giống hứng của xe nhé, cũng có tem UCI là tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi đấy ạ. Và X9.7 này, bên em đang còn duy nhất một chiếc, một size là size 47. Giá bên em đưa tới các bác với mức giá là 29.900. Bác nào mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết các bác ơi. Và mẫu xe tiếp theo của nhà Sava đó là Sava X9.9. Bản xe vừa cập bến và đại lý xe đạp thể thao An Tâm được 2 ngày thôi, nhưng đã được các bác ủng hộ rất là nhiều và quan tâm rất là nhiều đây ạ. Và mẫu xe Sava X9.9 này thì hiện tại em cũng đã cập nhật được 2 size 44, 47. Và màu thì em cũng đã đủ bảng màu có lựa chọn rồi đấy ạ. Màu em đang giới thiệu trên video đây, đó là màu trắng đỏ này. Ngoài ra em có màu xanh đổi màu này, có bạc titan này, và có cả màu đỏ và màu đen, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Cái cấu hình của Sava X9.9 này thì vô cùng là cao cấp. Đó là bản này sẽ thiết kế là full carbon Toyota 800, bao gồm khung sườn của đằng trước, cọc yên pô tăng ni lông và vành được làm từ carbon. Và cân nặng của bản này chỉ có 9,1 kg thôi. Đó. Khung xe cũng được thiết kế theo dáng khí động học và pô tăng ni lông cũng được thiết kế theo dáng đầu cá mập đây ạ. Bộ đè của X9.9 này sẽ sử dụng là bộ đè lắc được tích hợp cùng phanh. Bộ đè lắc được đến từ Shimano 105G7120. Đó, quá là cao cấp luôn đó ạ. Phuộc carbon đến từ nhà Sava, và phanh sử dụng là phanh phủ dầu được đến từ Shimano 105G7170 đây ạ. Phanh carbon 5 xăng, lan hoa trước sau sử dụng lan hoa dạng tròn đây ạ. Bộ chuyển động của X9.9 này sẽ bao gồm là 24 tốc độ, đó là hai đĩa trước này, 12 tầng lít thả phía đằng sau. Đuôi đĩa, chuyển lít và lít được đến từ Shimano 105G7100. Bản này đùng trước đùng sau, trở đời đùng nhôm bi bạc đạn. Và trên phần giống hứng của xe nhé, có tem UCI và tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua đây ạ. Và Sava X9.9 này, BM đang đưa tới bác với mức giá chỉ có 30.990.000, miễn phí ship giao hàng 63 tỉnh thành và tặng kèm các bác đầy đủ phụ kiện luôn, bao gồm đó là một đèn LED siêu sáng này, đèn hậu xịn, gọng bình, bình nước, bộ lục lăng, và tặng bác một cái giá để xe như này nhé. Bác là yêu thích hãy inbox em để tư vấn nha. Và mẫu xe cuối cùng của nhà Sava đó là Sava Hawkey, một bản xe cực kỳ là đẹp và mới, mẫu mới của năm 2024 đây ạ. Và Sava Hawkey này thì cấu hình của nó cũng vô cùng là cao cấp luôn. Bản này sẽ full carbon Toyota 800, trọng lượng xe 8,3 kg thôi ạ. Đó, cái cấu hình của Sava Hawkey đó là khung sườn thiết kế theo dáng khí động học, dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái rồi. Đó, sơn thì được sơn các bác là 3 lớp sơn tĩnh điện, và tem sơn phối rất là đẹp, rất là hài hòa, và tem sơn sẽ là tem sơn phản quang, các bác đi trời tối thì cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Bộ tăng ni lông thiết kế dạng liền và đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập. Bộ đè thì sẽ sử dụng là bộ đè lắc được kết hợp cùng phanh bộ đè hai lưỡi gà. Đó, được đến từ Shimano 105G7120 đây ạ. Phuộc đằng trước sẽ sử dụng là phuộc carbon được đến từ nhà Sava. Phanh trước và phanh sau thì đều sử dụng là phanh phủ dầu được đến từ Shimano 105G7170 đây ạ. Vành carbon 5 xăng và có trang bị phản quang bánh cả trước và sau nhé. Đi trời tối rất là an toàn luôn đó ạ. Cái bộ chuyển động thì sẽ bao gồm đó là 12 đĩa trước này, 12 tầng lít thả phía đằng sau. Đuôi đĩa, chuyển lít và lít được đến từ Shimano 105G7100. Bộ trưởng quá là cao cấp luôn. Và cọc yên sẽ là dạng dẹt này. Trên phần thắng đứng của xe có tem UCI là tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi đây ạ. Và Sava Hawkey này thì hiện tại giá sẽ là 30.990.000, miễn phí ship giao hàng. Và đang có hai màu có lựa chọn, đó là màu ngọc ruby và màu đen tím, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Bác nào yêu thích màu nào chọn màu đó giúp em. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu tới bác tất cả những cái mẫu xe và được đến từ nhà Sava.
các bác hãy tham khảo qua cho em video này. Nếu bác nào yêu thích cái bản xe nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại luôn luôn em để góc phải màn hình, số đó của em có Zalo, thì bên em sẽ có bạn tư vấn viên tư vấn các bác một cách nhiệt tình nhất, nhanh chóng nhất, giúp các bác phải lựa chọn ra cho mình được những cái bản xe mà các bác yêu thích nhất này, giúp các bác lựa chọn ra cho mình những màu sắc mà các bác ưng ý nhất. Và video của em ngày nay cũng khá là dài rồi thì em xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.